Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh. Cô tên là Nguyễn Thị Phương Trinh, là giáo viên của trường tiểu học Thủy Lương, thị xã Hương Thủy. Cô rất vui khi lại được đồng hành cùng với các em trong tiết học này. Hôm nay, các em sẽ được học về vần N, vần S, tập viết N, xe ben, S và vẹt. Cô nghĩ rằng bạn nào cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập rồi đúng không nào? Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau đi vào tiết học. Các em hãy giữ sách cho cô bài 60, N, S. Mời các em quan sát cô giới thiệu vần đầu tiên. Đây chính là vần N. Các em lưu ý vần N có âm cuối N. Khi đọc, lưỡi của chúng ta hơi cong, chạm lên phần răng ở phía trên, phát âm N. N. Cô mời các em đọc lại. N. Cho cô biết vần N gồm có những âm nào? Vần N có âm E đằng trước, âm N đằng sau. Mời các em đánh vần và đọc trơn vần N. Đánh vần và đọc trơn cùng cô nào. E, N, N, N. Quan sát và cho cô biết đây là gì? Đây chính là xe ben. Xe ben là một loại xe chuyên dùng để chở những loại vật liệu như cát, sỏi, than và đá. Xe ben có một khoang riêng biệt. Nó có thể nâng lên và hạ xuống để đổ vật liệu một cách dễ dàng và nhanh hơn. Cô có từ xe ben. Cô mời các em đọc lại. Xe ben. Trong từ xe ben, tiếng nào có vần N? Đúng rồi, trong từ xe ben, tiếng ben có vần N. Các em hãy phân tích cho cô tiếng ben. Tiếng ben có âm bờ đằng trước, vần N đằng sau. Hãy đánh vần và đọc trơn cho cô tiếng ben. Đánh vần và đọc trơn cùng cô nào. Bờ, N, ben, ben. Cô trò chúng ta cùng nhau đánh vần và đọc trơn lại vần N và tiếng ben. E, N, N, N. B, N, ben, ben. Tiếp tục cô giới thiệu vần mới tiếp theo. Đây là vần S. Tương tự như vần N, vần S có âm cuối T. Chúng ta cũng cong lưỡi một chút, chạm phần răng ở phía trên, phát âm S. S. Cô mời các em phát âm lại. S. Phân tích cho cô vần S nào. Vần S có âm E đằng trước, âm T đằng sau. Các em hãy đánh vần và đọc trơn vần S. Thực hiện cùng với cô nào. E, T, S. S. Cho cô biết đây là con gì? Đây chính là con vẹt. Cô có tiếng mới, vẹt. Mời các em đọc lại. Vẹt. Các em hãy phân tích cho cô tiếng vẹt. Tiếng vẹt có âm V đằng trước, vần S đằng sau, thanh nặng ở dưới âm E. Đánh vần và đọc trơn cho cô tiếng vẹt nào. Thực hiện cùng cô nào. V, S, vẹt, nặng, vẹt, vẹt. Cô trò chúng ta cùng nhau đánh vần và đọc trơn lại vần S và tiếng vẹt. E, T, S, S. V, S, vẹt, nặng, vẹt, vẹt. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã học hai âm mới, vần N và vần S. Chúng ta cũng được làm quen với hai tiếng mới, đó là tiếng ben và tiếng vẹt. Bây giờ bạn nào có bảng cài, các em hãy lấy bảng cài ra, cài cho cô vần N và vần S. Rất dễ đúng không nào các em? Đây chính là vần N và vần S. Bây giờ các em hãy nhớ thật kỹ hai vần mà chúng ta vừa học
để chúng ta thực hiện bài tập thật là đúng nhé. Bài tập có yêu cầu xếp trứng vào hai rổ cho đúng. Các em quan sát ở đây cô có 6 quả trứng. Và rất là đặc biệt, trên mỗi quả trứng này đều chứa mỗi tiếng, có vần N hoặc là vần S. Cô cũng có 2 rổ trứng, rổ đựng trứng vần N và rổ đựng trứng vần S. Nhiệm vụ của các em đó là xếp những quả trứng nào có tiếng chứa vần N vào rổ N và những quả trứng nào có tiếng chứa vần S, các em hãy xếp vào rổ S. Đầu tiên hãy cùng cô đọc thật to những tiếng này. Khen, rèn, đèn, quét, hét, mệt. Các em chú ý ở đây có tiếng mệt. Mệt là đồ được đan bằng tre hoặc bằng nứa, có hình tròn, dùng để phơi hoặc bày các thứ. Tiếp theo chúng ta có tiếng rèn. Đây là hình ảnh một người thợ rèn đang làm công việc của mình. Bây giờ các em hãy lấy bút chì và thước, nối những tiếng nào có vần N vào rổ N và nối những quả trứng nào có tiếng chứa vần S vào rổ S. Các em đã hiểu rõ yêu cầu bài tập chưa nào? Cô mời các em cùng làm bài tập. Bây giờ các em hãy cùng cô kiểm tra xem mình đã làm đúng chứ nhé. Đầu tiên, quả trứng có tiếng đen. Tiếng đen có vần N, cô xếp vào rổ N. Tiếng khen có vần N, cô xếp vào rổ N. Tiếng rèn có vần N, cô xếp vào rổ N. Tiếng hét có vần S, cô xếp vào rổ S. Tiếng quét cũng có vần S, cô xếp vào rổ S. Và cuối cùng, tiếng mệt có vần S. Vậy là chúng ta vừa xếp được 2 rổ trứng. Bây giờ hãy cùng cô đọc to những tiếng có vần N. Đèn, khen, rèn. Tiếp tục đọc to những tiếng chữ vần S nào. Mệt, quét, hét. Bài tập này vừa giúp cho chúng ta biết thêm được một số tiếng mới chứa vần N và vần S. Ngoài những tiếng này còn rất là nhiều tiếng chứa vần N và vần S nữa. Các em hãy suy nghĩ và nói cho người thân của mình nghe nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau đi vào phần tập đọc. Bài tập đọc hôm nay có tên là Phố Lò Rèn. Đầu tiên các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu một lần. Khi cô đọc mẫu, các em hãy chỉ tay vào từng tiếng trong sách giáo khoa, lắng nghe và theo dõi cô đọc nhé. Phố Lò Rèn. Nhà Bi ở phố Lò Rèn. Xưa kia cả phố làm nghề rèn, giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Giữa phố xá nhà cửa san sát, mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập chan chát, bể thở phì phò, lửa than khét lẹt. Bài tập đọc Phố Lò Rèn giúp cho chúng ta biết thêm một số đặc điểm của nghề rèn và của phố Lò Rèn. Vậy các em đã bao giờ nghe đến nghề rèn chưa? Cô nghĩ rằng chúng ta đều ít khi nghe đến nghề rèn đúng không nào? Vậy bây giờ cô sẽ cho chúng ta quan sát một đoạn video để chúng ta biết thêm về nghề rèn. Và khi quan sát đoạn video này, các em hãy quan sát thật kỹ để sau đó cho cô biết người thợ rèn đã làm ra những gì nhé. Như vậy là đoạn video vừa rồi đã cho các em biết thêm một số đặc điểm về nghề rèn.
Vậy thì trong đoạn video này, người thợ rèn đã làm ra những gì các em? À, người thợ rèn phải nung miếng sắt trong lửa than đỏ rực để cho miếng sắt chảy ra, sau đó dùng búa đập mạnh và giặt mỏng để tạo ra những lưỡi cày, lưỡi cuốc, lưỡi dao, lưỡi kiếm và nhiều đồ dùng lao động khác nữa. Nghề rèn là một nghề truyền thống của Việt Nam và được xem là một nghề khá vất vả. Trong bài Phố Lò Rèn, ngày xưa cả phố của Bi đều làm nghề rèn, nhưng bây giờ chỉ còn dăm nhà giữ nghề cũ. Tiếp tục chúng ta cùng nhau luyện đọc một số từ ngữ. Từ ngữ đầu tiên, dăm nhà. Dăm nhà là số lượng không ít hoặc không nhiều, có trên dưới 5, 3 hoặc 4 nhà. Các em lắng nghe cô đọc. San sát. Từ san sát trong cụm từ nhà cửa san sát có nghĩa là có rất là nhiều nhà nằm liền nhau như không còn khe hở giữa chúng. Từ tiếp theo, chan chát. Và từ cuối cùng, khét lẹt. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau đọc lại tất cả những từ ngữ này. Dăm nhà, san sát, chan chát, khét lẹt. Vừa rồi chúng ta đã cùng luyện đọc một số từ ngữ. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc câu. Bài tập đọc này có tất cả 7 câu. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 và câu 7. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau luyện đọc câu 1. Các em chú ý khi đọc câu 1, các em đọc luôn cả đề bài nhé. Các em hãy đọc thầm câu 1 nào. Hãy đọc to cùng cô. Phố Lò Rèn. Nhà Bi ở phố Lò Rèn. Câu số 2. Xưa kia cả phố làm nghề rèn. Câu số 3. Giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Câu số 4. Câu số 4 hơi dài, các em nhớ nghỉ hơi ở từ san sát. Lắng nghe cô đọc mẫu. Giữa phố xá nhà cửa san sát mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Cô mời các em đọc lại. Câu số 5. Đọc to cùng cô nào. Búa đập chan chát. Câu số 6. Bể thở phì phò. Câu cuối cùng đó. Lửa than khét lẹt. Vậy là chúng ta vừa luyện đọc câu, bây giờ hãy cùng cô luyện đọc đoạn nhé. Bài tập đọc này được chia làm 2 đoạn. Đoạn đầu tiên là 3 câu. Và đoạn thứ hai là 4 câu còn lại. Bây giờ cô mời các em đọc thật to cùng cô đoạn 1. Phố Lò Rèn. Nhà Bi ở phố Lò Rèn. Xưa kia cả phố làm nghề rèn, giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Đọc đoạn 2 nào. Giữa phố xá nhà cửa san sát mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập chan chát, bể thở phì phò, lửa than khét lẹt. Bây giờ các em đã tự tin đọc toàn bài rồi đúng không nào? Hãy cùng đọc
thật to cùng cô nhé. Phố Lò Rèn. Nhà Bi ở phố Lò Rèn. Xưa kia cả phố làm nghề rèn, giờ chỉ có nhăm nhà giữ nghề cũ. Giữa phố xá nhà cửa san sát, mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập chan chát, bể thở phì phò, lửa than khét lẹt. Để biết được các em đã nắm được nội dung bài tập đọc này hay chưa, cô trò chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập. Bài tập có yêu cầu ý nào đúng? Ở đây cô có hai ý, ý A và ý B. Cô trò chúng ta hãy đọc nội dung của hai ý này. A. Giờ thì cả phố làm nghề rèn. B. Lò rèn ở phố đỏ lửa như ở chợ quê. Đối với bài tập này, các em hãy nhớ lại nội dung bài tập đọc phố Lò Rèn và suy nghĩ thật kỹ để chọn đáp án cho đúng nhé. Cô mời các em làm bài tập. Nhiều bạn đã hoàn thành bài tập này rất là nhanh. Vậy đối với bài tập này, ý nào đúng cả em? À, ý B chính là đáp án đúng. Lò rèn ở phố đỏ lửa như ở chợ quê. Vậy thì vì sao cả em lại không chọn ý A? Đúng rồi, ý A là sai. Bởi vì giờ chỉ còn dăm nhà giữ nghề cũ, đúng không nào? Cô khen tất cả các bạn có đáp án đúng. Bây giờ trước khi đi vào phần tập viết, cô trò chúng ta cùng nhau giải lao một chút nhé. Sẵn sàng đi vào phần tập viết chứ các em? Chúng ta cùng nhau tập viết nhé. Đầu tiên, cô mời các em đọc cho cô nội dung của bài tập viết ngày hôm nay. N. Xe ben. S. Vẹt. Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cùng nhau tập viết. Để viết vần N, các em viết chữ E trước, chữ N sau. Chữ E và chữ N đều cao 2 ô ly. Để viết từ xe ben, các em viết chữ xe trước, chữ ben sau. Khi viết chữ xe, các em viết sờ trước, E sau. Chữ sờ và chữ E đều cao 2 ô ly. Sau đó các em cách một khoảng bằng con chữ O, viết chữ ben. Các em viết bờ trước, chữ bờ cao 5 ô ly và viết vần en sau. Để viết vần S, các em viết chữ E trước, chữ tờ sau. Chữ E cao 2 ô ly và chữ tờ cao 3 ô ly. Để viết chữ vẹt, các em viết chữ vơ trước, viết vần S sau. Chữ vơ và chữ E cao 2 ô ly, chữ tờ cao 3 ô ly. Sau đó các em viết dấu nặng dưới chữ E. Bây giờ cô mời các em xem đoạn video hướng dẫn để các em hiểu rõ hơn nhé. Thank you.
Vừa rồi các em đã được xem đoạn video hướng dẫn luyện viết. Bây giờ hãy nhanh chóng lấy bảng con và phấn và luyện viết cùng với cô. Đầu tiên chúng ta sẽ viết vần en và từ xe ben. Bắt đầu viết nào. Vậy là chúng ta vừa viết xong vần en và từ xe ben. Các em hãy nhờ người thân của mình kiểm tra xem mình đã viết đúng và đẹp chưa nhé. Tiếp tục chúng ta cùng viết vần s và tiếng vẹt. Cô mời các em thực hiện. Hãy tiếp tục nhờ người thân của mình kiểm tra xem mình đã viết đúng và đẹp chưa các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng dở vở luyện viết trang số 27. Hôm nay các em sẽ viết một hàng vần en, một hàng xe ben, một hàng vần s và một hàng vẹt. Bài viết này các em sẽ hoàn thành sau khi chúng ta kết thúc tiết học. Các em chú ý khi chúng ta viết các em phải gọt nhọn bút chì. Việc thật là nặng nọc và tránh tẩy xóa nhé. Cô mong rằng sau tiết học ngày hôm nay, các em sẽ luyện đọc thật là nhiều và luyện viết thật là nhiều. Và đừng quên nói cho người thân của mình nghe những điều mà các em đã biết về nghề rèn nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.